Thưa quý vị, Tết là dịp gia đình đoàn viên sum họp. Thế nhưng có không ít các công nhân buộc phải đón một cái Tết nơi xứ người sau một năm, thậm chí là sau nhiều năm mưu sinh. Muốn về quê ăn Tết nhưng số tiền dành dụm được từ đồng lương ít ỏi và tiền thưởng Tết eo hẹp không đủ để trang trải cho những chi phí sinh hoạt, đi lại, cứ đến ngày Tết thì lại tăng cao. Ghi nhận sau đây của phóng viên VTC tại một xóm trọ ở thành phố Hồ Chí Minh. Đây là năm thứ ba gia đình anh chị Nguyễn Đức Trường ở khu công nghiệp Long Bình quyết định không về quê ăn Tết. Chỉ tính riêng tiền vé xe từ Nam ra Bắc cho cả gia đình ba người là gần 6 triệu. Một con số quá sức đối với đồng lương công nhân 8 triệu ít ỏi của cả hai anh chị. Cái lương công nhân thì nó ít. Như vợ bình thường ấy, như tiền nhà, tiền cửa, tiền ăn, chưa nói tiền con cái, được 4 triệu bạc, được bao nhiêu mà chi phí thì nó còn cao. Nhưng tôi làm thì chỉ đủ ăn đi chứ còn... Với anh Trường, không được thưởng Tết có nghĩa là năm nay người mẹ già lại phải đón xuân một mình. Ba chỉ trông chờ mỗi mình tôi. Tôi về quê là tôi về là ăn Tết ở nhà. Về quê như tôi, đến Tết ở nhà là có mẹ có con. Thế là mừng lắm ấy. Tại xóm trọ công nhân này, không khó để tìm thấy những hoàn cảnh như anh Trường. Vì miếng cơm manh áo nên phải mưu sinh nơi xứ người. Để rồi cái Tết đoàn viên cũng chỉ còn là giấc mơ không biết khi nào thực hiện được. Không cây mai cành đào, không dưa hành câu đối đỏ, chỉ đơn giản vài cái bánh và có ít củ kiệu. Đó là cái Tết của những con người tha phương cầu thực. Cũng mong mớn về quê lắm nhưng mà mình điều kiện mình không có thì mình phải chịu thôi. Trong 256.000 lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh, có đến 70% là lao động nhập cư. Và cứ đến mỗi độ xuân về Tết đến, bên cạnh niềm hân hoan mua thêm đồ chơi áo mới cho em nhỏ và bố mẹ ở quê nhà, là những ánh mắt cô đơn lạc lõng vì biết rằng xuân này con lại không về.